Hôm nay xe Future 2012 gác máy rim 125, ảnh chạy cũng gần năm á, nó có tiếng vọng bên nồi á, cái tiếng vọng khó chịu lắm. Cục máy nó hơi cũ nha anh em. Anh này làm bữa là làm xong giáp thùng bia nhậu nè anh em. Có nó vọng cọc 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 gì anh em nghe. Đó thì mình sẽ tháo ra kiểm tra bộ nồi dẫn luôn, với lại chạy nó rung lắm nha anh em. Chủ xe sẽ thay 4 nồi JKBH luôn nha. 5 tháng 8 2019 rồi thấy chưa? Gờ quá nè, bởi vì chạy nó rung. Bữa mình đã làm cái dàn hơi cho chủ xe rồi. Bộ ba càng nè, chuông FCC của chủ xe. 4 lá bố nồi KBH nè. Phốt với lại ron đầy đủ nha, và full bà đẳng máy đờ tay nờ nha. Thấy không? Đèn lắc là chúng mình tán lại cho chủ xe luôn nè. Sẽ thay luôn tay dên luôn anh em ơi, cho nó ok nha. Tay dên này nó lột kỳ lắm anh em ơi. Em nhám nè. Đó. Thấy giờ video này thấy rõ nào đó, thấy không? 6 river mà xài bóng cao su nè, tán được 6 ghế cao su nè. Thì đây mình chế thôi chứ sao giờ anh em. Đạn cam là hai đầu tay nè. Đảo dên vô nha anh em. Rồi nha anh em. Bây giờ là mình vô lại nha anh em. Dên thì thay vào đạn dên. Đầu tay nè hết nhưng mà Maje in Canada nha anh em. Rồi sau khi xong nè anh em ơi. Đó, lên ga nhẹ nhẹ coi. Thấy không? Mình cũng đã canh đầu sau lại cho chủ xe. Rồi thay bố mới, rồi tán chuông với đại đi bố ba càng mới, ép dên, thay bà đạn dên NTN, thay tất cả bà đạn máy nha. Rồi số qua cũng nhẹ nhàng anh em ơi. Ok lắm anh em ơi. Rồi xe đã trở lại nguyên bản rồi, mình kết thúc video.